Xin chào các anh chị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Tôi là Thạc sĩ Phạm Hạnh, chuyên gia tư vấn về du học Canada. Nối tiếp buổi chia sẻ trước, hôm nay tôi vui mừng chào đón chị Lê Vân. Chị là cán bộ tuyển sinh của trường Bách khoa Saskatchewan Polytechnic đến để chia sẻ cùng chúng ta những thông tin về các khóa học sau đại học của trường. Xin chào chị Vân ạ. Xin chào chị Hạnh, xin chào quý phụ huynh và các em học sinh. Tôi xin giới thiệu, tôi là Vân, đại diện tuyển sinh của trường Saskatchewan Polytechnic Canada. Rất vui được chia sẻ thông tin cùng quý phụ huynh và các em học sinh ngày hôm nay. Chị Vân ơi, trong những năm gần đây thì nhiều em học sinh đã tới du học sau đại học ở Canada và các em nói với tôi rằng là em rất là thích chương trình này bởi vì nó rất là trọng tâm, tập trung vào một chuyên môn nào đó, đồng thời những cái khóa học đấy nó chỉ kéo dài có một năm thôi, rất là tiết kiệm thời gian và chi phí. Và tôi thấy rằng trường mình đã cung cấp cho các em học sinh quốc tế nhiều những cái khóa học như vậy. Chị có thể vui lòng chia sẻ những cái chuyên ngành học sau đại học của trường mình ra sao ạ? Dạ, xin cảm ơn chị Hạnh. Thưa quý phụ huynh và các em học sinh, trường Saskatchewan Polytechnic có thể nói là rất là đa dạng các chương trình sau đại học và hai cái bậc sau đại học chính dành cho các khối ngành về kinh tế cũng như là về khoa học công nghệ thông tin. Thì đối với khối ngành về kinh tế thì sẽ có các chương trình sau đại học như là về kế toán, quản trị, tài chính và quản trị chuỗi cung ứng. Đối với các chương trình sau đại học về khối ngành công nghệ thông tin thì sẽ có là quản lý về thông tin, quản lý về công nghệ, chương trình phát triển phần mềm, an ninh mạng, quản lý dự án. Và một cái ngành rất là mới được khai giảng cho cái khóa học kế tiếp đó là ngành phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Đối với cái khối ngành sau đại học thì trường sẽ đào tạo từ 1 năm đến 1 năm rưỡi tùy vào từng ngành học. Vâng, chị Vân ơi, những cái khóa học sau đại học như vậy thì các em học sinh có được đi thực tập không ạ? Dạ, đối với khối ngành sau đại học thì do cái thời lượng rất là ngắn, từ 1 năm đến 1 năm rưỡi, do đó rằng là trường không xây dựng cái thời lượng co-op, tức là không xây dựng cái thời gian thực tập cho các em. Tuy nhiên là trong quá trình học, các bạn sẽ có thời lượng để mà đi thực tế khoảng từ 1 đến 2 tuần. Dạ, chị có thể cho biết thêm là những cái yêu cầu tuyển sinh đầu vào của khóa học sau đại học của trường mình như thế nào? Dạ, đối với yêu cầu cho bậc sau đại học là trường yêu cầu các bạn, thứ nhất là đối với khối ngành về kinh tế thì các bạn phải tốt nghiệp bậc đại học và không yêu cầu phải đúng chuyên môn là phải về kinh tế. Bất kể một cái chương trình học nào khác, các bạn cũng có thể apply cho cái bậc học sau đại học về kinh tế này. Với IELTS đầu vào thì phải là 6.5, không có kỹ năng nào dưới 5 chấm. Tuy nhiên đối với bậc sau đại học về công nghệ thông tin thì yêu cầu các bạn phải có background về công nghệ thông tin hoặc là về engineering, tức là về kỹ thuật. Và trường yêu cầu IELTS 6.5, không có kỹ năng nào dưới 5 chấm. Và một cái điểm rất là đặc biệt đối với trường Saskatchewan Polytechnic dành cho ngành này đó là không yêu cầu kinh nghiệm làm việc cũng như là GPA của các bạn. Chị Vân vừa chia sẻ là các bạn thấy là yêu cầu IELTS chỉ có 6.5 nhưng mà các kỹ năng từ 5.0 trở lên, như vậy là cũng khá là thuận lợi cho nhiều em học sinh Việt Nam, từ đúng không ạ? Nhưng mà các bạn chú ý là khi mà các bạn xin visa thì có loại visa miễn chứng minh tài chính SDS thì các bạn phải đáp ứng được cái tiêu chuẩn IELTS là từ 6.0 trở lên, cho nên là các bạn nên tập trung học tiếng Anh nhé. Chị Vân ơi, chị có thể vui lòng cho biết thêm là những cái kỳ khai giảng của trường mình, những cái khóa sau đại học là sẽ khai giảng vào những tháng nào ạ? Dạ, cảm ơn chị Hạnh. Trường trước đây có hai kỳ nhập học chính, đó là vào tháng 1 và tháng 9 hàng năm. Tuy nhiên bắt đầu từ năm sau thì trường sẽ khai giảng thêm một kỳ nhập học nữa là vào tháng 3, dành cho hai chương trình sau đại học về tài chính và quản trị. Cảm ơn chị về những thông tin vừa rồi. Chị có thể cho biết thêm là cái tiền học phí của khóa sau đại học hiện nay ra sao và tiền sinh hoạt phí tại Saskatchewan như thế nào? Dạ, cái mức học phí dành cho bậc sau đại học của trường là từ 18 cho tới 20.000 cho một năm. Đối với chương trình học một năm rưỡi thì mức học phí là khoảng từ 20 đến 21.000 cho tổng thời lượng chương trình học. Mức sinh hoạt phí tại tiểu bang Saskatchewan có thể nói rằng là rất là phải chăng, là nằm ở mức là khoảng từ 8.000 cho tới 10.000 cho một năm. Vâng, chị Vân ơi, tôi rất là muốn biết là cái cơ hội đầu ra, chúng ta gọi như vậy, cho các em sau khi học xong chương trình sau đại học thì sẽ như thế nào? Đối với các chương trình sau đại học thì có thể nói rằng là cái tỷ lệ công việc rất là cao dành cho những cái ngành này. Theo đánh giá của các nhà tuyển dụng thì những bạn sinh viên tốt nghiệp bậc sau đại học chiếm tỷ lệ cao ở trong các doanh nghiệp cũng như là các công ty xí nghiệp, bởi lẽ rằng là các bạn đã có được những cái nền tảng, những cái kinh nghiệm cũng như là cái kiến thức mà các bạn đã có và cộng thêm với những cái chuyên môn mà các bạn học tại Canada thì các bạn hoàn thành rất là tốt công việc của mình. Và đối với ngành quản trị chuỗi cung ứng thì vào cuối của năm 2019 thì trường có ký một cái hiệp định với lại công ty lớn về logistics của tỉnh bang, đó là SCMP Designation. Với điều này
thì sẽ tạo cái cơ hội công việc rất là cao cho những bạn học cái khối ngành về quản lý chuỗi cung ứng, cũng như là các bạn cũng có cơ hội để mà học thêm một cái chứng chỉ ngắn hạn để tốt hơn cho cái công việc của mình. Vâng, cảm ơn chị Vân đã chia sẻ những thông tin về chương trình sau đại học cùng chúng ta trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn các chị phụ huynh và các em học sinh đã lắng nghe những chia sẻ của chúng tôi, và xin mời xem những nội dung trước đây chúng tôi đã cung cấp thông tin về trường. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn chị Hạnh, cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã lắng nghe buổi chia sẻ ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.